bùng binh do kiến trúc sư nổi tiếng người Tây Ban Nha Ricardo Bofill thiết kế vào giữa những năm 80 sau nhiều thập kỷ trở thành điểm xe cộ qua lại tấp nập. Tại đây, nhà chức trách đang đưa máy xúc vào, khai phá đất để bắt đầu trồng cây. Nhiệt độ mà người ta có thể cảm nhận được trong khu rừng nhỏ xinh này là thấp hơn 4 độ C so với nhiệt độ chúng ta có thể thấy ở bên ngoài và vì vậy sẽ rất dễ chịu. Ngoài ra tại đây, chúng tôi cũng có thể tái chế nước mưa để có thể tưới tiêu cho cây, giúp khu rừng đô thị nhỏ này luôn tươi tốt. Thực sự sẽ là khu rừng rất dễ chịu. Chuyến thăm của thị trưởng Paris tới rừng đô thị trên một bùng binh diễn ra sau khi bà trở về từ hội nghị khí hậu COP28 ở Dubai, nơi bà kêu gọi chính phủ các quốc gia đầu tư nhiều hơn vào các sáng kiến thích ứng với biến đổi khí hậu của thành phố. Mùa đông năm nay, thủ đô Paris sẽ trồng 478 cây trên quảng trường Catherine gần ga xe lửa Montparnasse trong một dự án giảm tiếng ồn, ô nhiễm và tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu. Chính quyền thành phố cho biết 25.000 cây xanh đã được trồng vào mùa đông năm ngoái theo kế hoạch cây xanh được thông qua vào năm 2021. Với những dự án này, thủ đô của nước Pháp muốn chuyển mình từ một thành phố ít không gian xanh thành thành phố vườn chính quyền thành phố paris cũng đã giảm không gian dành cho xe ô tô trong thành phố tăng phí đỗ xe và loại bỏ dần ô tô chạy bằng diesel khỏi trung tâm thành phố kế hoạch mới nhất của paris là đưa những xe thể thao đa dụng cỡ lớn ra khỏi trung tâm thành phố